Xin chào cả nhà, mình là nhân viên của nhà vườn Hải Đăng, mình tên Hằng. Nhà vườn có hai cơ sở, một cơ sở là Thạch Bàn Long Biên Hà Nội, cơ sở 2 là Văn Lâm Hưng Yên. Hiện tại là mình đang ở cơ sở 2 nhé, Văn Lâm Hưng Yên. Mình cũng đang giới thiệu về cái cây nha lam Mỹ, tay mình cầm đây. Cây nha lam Mỹ thì nó cũng rất là tốt, có thể chúng ta làm thạch này, nấu canh nha lam này, rồi nhưng rất là nhiều tác dụng nhé. Có thể làm đẹp cho chị em chúng ta phụ nữ này, chống nám này, chống bỏng rất là tốt. Như trẻ nhỏ mà bị bỏng ấy, thì anh chị sẽ cắt một cánh nha lam, anh chị trẻ ra, anh chị sát luôn vào cái chỗ vết bỏng đấy thì vết bỏng sẽ không bị rộp lên mà cũng sẽ làm mát luôn, cũng rất là tốt để cây nha lam này. Thì cây nha lam thì chúng ta có thể là chữa được nấu canh thì nó sẽ chữa được cái bệnh khô xương khớp đầu gối. Đây cây nha lam của nhà vườn. Thì cây nha lam này thì cũng rất là dễ trồng nhé chị nhé, nó cũng không cần phải tưới nước nhiều. Đây nhà chậu, có thể anh chị có thể trồng ra chậu, ra chậu này. Đây nhà vườn thì đang trồng ở trong chậu nhé, trong cái bồn như thế này. Chị cũng có thể là làm cảnh này, rồi cũng làm được cái món ăn rất là bổ dinh dưỡng, rất là tốt cho những cái bệnh xương khớp. Cái cây nha lam này làm đẹp cho chị em chúng ta, chữa những vết bỏng bị tổn thương, nước trẻ nhỏ bị bỏng hoặc là chúng ta bị bỏng, chúng ta có thể là lấy một cành nha lam này, chúng ta cắt ra, chúng ta sát luôn vào cái vết bị bỏng thì nó sẽ dịu luôn và cũng không bị hồng rộp lên. Đây là cái nha lam.